Em xin chào quý vị nhé. Hôm nay thì em lại mới khui được thêm một con Omni của Yamaha nha, dòng xe 1200 mã nhé. Đời cao hơn rất nhiều so với con xe 825 mã hôm trước em về nhé. Này, xe 825 mã hôm trước thì con này được con 1200 mã thì đời cao hơn rất nhiều nhé. Đây, hàng về là đẹp luôn nhé. Đấy, thùng vách của nó đẹp nhé, cũng là loại Omni vỏ gỗ, hàng về chất lượng luôn nhé. Con 1200 mã này thì là công suất của nó, xem nào, 195W nhé, lại rất to. Nhìn chưa, 195W nhé, 100V 195W, để công suất rất khủng nhé. Hệ thống đầu vào này, ốc 1, ốc 2 này, hai đường vào mở rộng này, hai đường vào cho phono điện than này, một đường vào cho tuner này nhé, hai đường vào cho tép nhé. Và một cái đường vào này là hệ thống đường cắm để chúng ta sử dụng equalizer nhé. Đấy, nên chúng ta gạt thằng off như này thì chúng ta phải có equalizer đấu vào đây thì nó mới ra được nhé. Còn on như này thì nó sẽ sử dụng âm thanh nhé, ở cái âm ly này nhé, thỉnh bắt test trên âm ly nhé. Nếu như quý vị ở trong cái tình trạng mà quý vị không cắm equalizer, chúng ta phải gạt thằng on cho em nhé. Nếu off như này là mất tiếng nhé. Để on. Ok. Này, hàng đẹp nhé, hàng rất đẹp. Này, hàng vừa về thôi, hàng vừa về bóc kiện ra luôn thì em quay đến luôn nhé, bởi vì có đang rất nhiều các anh hỏi về cái dòng xe 825 mã cũng như là xe 1000 nhé. Thì đây con xe 1200 mã đây thì em vừa mới về nên muốn đưa lên luôn nhé. Đấy. Hàng còn rất đẹp nhé. Con này bên em bán với giá là 5.190.000 đồng nhé. Đấy, mọi người thì ai mua cái đôi chiếc Omni này thì liên hệ nhé, 0966 594581 giúp em nhé. Vâng, em xin chào quý vị nhé.